trở về thành phố Điện Biên, đoàn khảo sát đến dâng hương tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là công trình mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, công trình còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau. Không chỉ có kiến trúc độc đáo, mà mỗi chi tiết thiết kế của công trình, dù là nhỏ nhất, cũng đều mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc và là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố lịch sử, văn hóa và tâm linh. Đến Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nơi tôn vinh giá trị lịch sử của chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, là một trong những điểm đến vô cùng ý nghĩa khi đoàn khảo sát đến thăm mảnh đất Điện Biên Phủ. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, phố 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Nhà bảo tàng được thiết kế dạng hình nón cụt, phần trang trí xung quanh được tạo hình quả chám, tượng trưng như tấm lưới ngụy trang của chiếc mũ anh bộ đội. Bảo tàng gồm một tầng hầm và một tầng nổi. Phần trưng bày được bố trí ở tầng nổi của bảo tàng với diện tích trưng bày rộng 1.250m2 với gần 1.000 tài liệu, hiện vật. Với nhiều hạng mục quan trọng bằng mô hình, khối tượng và gần 1.000 tài liệu, hiện vật, ảnh có liên quan, đã khái quát một cách sinh động, rõ nét cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta, trong đó chủ yếu là 56 ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Tại mỗi không gian trưng bày, ngoài tài liệu, hiện vật là phối cảnh không gian bằng các mô hình người, vật, đồ vật, cây cối. Có thể kể tới những không gian nổi bật như phối cảnh kéo pháo vào trận địa, vận chuyển lương thực, phá đá mở đường tại phần chủ trương của Đảng ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Bảo tàng còn dành hẳn một phòng trưng bày ảnh chân dung những chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ, được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tôi rất là vui và rất là thích thú khi được đến thăm bảo tàng. Và khi đến thăm bảo tàng thì tôi rất là xúc động khi mà tất cả quá khứ lịch sử đã được tái hiện lại rất là sống động và rất là xác thực. Có thể nói đây là một trong những cái sản phẩm của để gìn giữ lịch sử và giúp cho lịch sử của dân tộc tỏa sáng và trở thành một trong những cái điểm đến không thể thiếu được đối với các cái đoàn khách du lịch tới Điện Biên. Ngoài các cái điểm di tích tại thực địa, các cái đồi A1, các cái hầm Đờ Cát, các cái trận địa pháo, thì bảo tàng này là nơi hội tụ lịch sử và nơi trở thành một cái điểm đến không thể thiếu được trong các tour du lịch về Điện Biên. Bức tranh panorama hơn 3.000m2 tái hiện 4.500 nhân vật giữa chiến trận bi tráng 56 ngày cuối cùng của trận Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ của hơn 200 họa sĩ đã được trao giải nhất Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2022. Với chất liệu acrylic trên nền vải toan, bức tranh được vẽ liên hoàn theo một vòng tròn trong không gian 360 độ, cao 20,5 m, dài 132 m, đường kính 42 m, kết hợp nghệ thuật phù điêu và sắp đặt hiện vật. Đây là thành quả của gần 2 năm miệt mài lao động của hơn 200 họa sĩ. Được giới hội họa trong nước đánh giá là một trong những tác phẩm hội họa lớn nhất thế giới vẽ về đề tài chiến tranh. Tác phẩm Trận chiến Điện Biên Phủ được chia làm 4 trường đoạn: Toàn dân ra trận, Khúc dạo đầu hùng tráng, Cuộc đối đầu lịch sử, Chiến thắng, tạo nên một pho sử hoành tráng, sống động bằng tranh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Khi mà tham quan được cái bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ thì trong tôi dâng trào một cái cảm xúc rất là xúc động, bồi hồi, và mình thấy là rất là tự hào vì tôi là một người Việt Nam, được sống trên đất nước Việt Nam mà ông cha của chúng ta đã đổ bao xương máu để giành lại được độc lập cho đất nước. Tôi thấy là mình, những lớp trẻ, mình cần phải lấy điều đó làm một niềm tự hào, một niềm khích lệ, và mình, chúng ta phải cố gắng hơn nữa để giữ đất nước, cũng như là đưa đất nước chúng ta được nâng một tầm cao mới. Đoàn đến khảo sát khu du lịch suối khoáng nóng Ufa nằm ở xã Nong Luống, huyện Điện Biên, cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ chưa đầy 18 km. Với nguồn khoáng nóng tự nhiên tốt cho sức khỏe, cùng với cảnh sắc thiên nhiên, có núi, có hồ, có cây cối, hoa cỏ tươi tốt, nên nơi đây đã được xây dựng trở thành một khu du lịch nghỉ dưỡng tuyệt vời dành cho du khách.
Đối với du lịch Điện Biên thì trước giờ vẫn rất là nổi tiếng trên thị trường du lịch quốc tế cũng như là thị trường du lịch của nội địa Việt Nam về du lịch tâm linh lịch sử, đặc biệt nổi tiếng với chiến trường lịch sử Điện Biên Phủ. Tuy nhiên là bên cạnh đó thì với vai trò là một người chủ đầu tư, một người làm du lịch của tỉnh Điện Biên thì chúng tôi trong thời gian vừa qua cũng rất là mạnh dạn đầu tư một cái khu du lịch suối khoáng nóng Uva. Đến với điểm du lịch khoáng nóng Uva này thì du khách sẽ được trải nghiệm rất là nhiều các cái tổ hợp dịch vụ mà đặc biệt là liên quan đến nghỉ dưỡng cũng như trị liệu liên quan đến sức khỏe của người tiêu dùng. Thì đó là một cái điểm chúng tôi hướng tới trong thời gian tới đối với sản phẩm của du lịch khoáng nóng Uva. Bên cạnh đó thì Uva cũng gắn liền với cái truyền thuyết tâm linh rất là ý nghĩa đối với đồng bào dân tộc Thái về cội nguồn cũng như là đậm bản sắc dân tộc của đồng bào dân tộc Thái ở đây. Thì du khách khi đến đây thì cũng sẽ rất là sẵn sàng và rất là vui vẻ và rất là mong muốn được trải nghiệm một cái bản sắc văn hóa dân tộc Thái, và chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho khách hàng được một cái trải nghiệm như thế. Hiện tại, suối khoáng nóng Uva đang cung cấp đến du khách rất nhiều dịch vụ nghỉ dưỡng tiện ích. Trong đó, dịch vụ đặc biệt thu hút du khách nhất đó chính là tắm khoáng nóng và tắm thảo dược. Suối khoáng nóng Uva đã tạo ra một khu vui chơi giải trí cho nhân dân, đồng bào các dân tộc địa phương vào những ngày lễ Tết, ngày nghỉ. Mặt khác, đây còn là điểm du lịch đón khách trong và ngoài nước, cũng như các nước láng giềng tiếp giáp với tỉnh Điện Biên. Kết quả của cái chuyến khảo sát này rất là khả quan. Rất nhiều doanh nghiệp, rồi đơn vị lữ hành, rồi là các cái cơ quan báo chí đã cùng tham gia vào cuộc cùng với lại địa phương để tìm kiếm cũng như là định hướng những cái sản phẩm du lịch cộng đồng phù hợp với lại cái điều kiện thực tế tại địa phương. Cùng với đó thì là các cái chúng tôi cũng có những qua những cái ý kiến của các cái đơn vị doanh nghiệp thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là tư vấn hỗ trợ đối với lại các địa phương trong cái việc là phát triển du lịch cộng đồng. Cùng với đó là việc ghi nhận các cái ý kiến đề xuất, và chúng tôi cũng sẽ tham mưu đề xuất với các cấp có thẩm quyền để từ đó có những cái giải pháp làm sao đấy có những cái sản phẩm tốt hơn nữa và cải tiến các cái dịch vụ để phù hợp với các cái đối tượng khách mà các cái đơn vị doanh nghiệp đang khai thác. Kết lại hành trình khảo sát các điểm có tiềm năng du lịch, bản văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp du lịch và đơn vị quản lý du lịch địa phương sẽ tập trung xây dựng kế hoạch phát triển du lịch phù hợp với từng điểm đến, nhằm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào vùng sâu, vùng xa tại Điện Biên.